Lúc này chúng ta ôn lại công cụ thứ nhất là công cụ vẽ hình. Vẽ hình thì các bạn lít chuột các bạn vẽ nè, muốn nó vuông các bạn đè phím shift nè. Các bạn lít chuột các bạn vẽ này mà muốn vẽ từ tâm là các bạn đè cái phím Alt nè. Mà muốn cho nó đều là phím shift. Trong lúc các bạn vẽ các bạn sử dụng mũi tên chơi game đối với cái hình ngôi sao, hình đa giác thì lúc đó nó sẽ tăng và giảm cái số cạnh nè. Tuy nhiên riêng cái hình ngôi sao nó có thêm một cái phím Ctrl đó các bạn. Phím Ctrl là làm gì nè các bạn nhìn nha, thầy đè Ctrl. Máy bạn nào máy mắc sẽ là đè phím Command. Đè Ctrl nó sẽ làm gì các bạn? Các bạn thấy không? Đè Ctrl nó làm gì nè, đó. Buông Ctrl ra nè các bạn là chỉnh được cái kích thước mà đè Ctrl nè các bạn. Đó, nó chỉnh được cái radius của cái ngôi sao. Đó, nó chỉnh kiểu ngôi sao đó các bạn thấy không? Ví dụ bây giờ thầy vẽ như thế này cái nha. Đó, thầy buông chuột ra nè, bây giờ thầy vẽ nè. Đó, vậy là mãi mãi các bạn vẽ là ra kiểu này không. Vậy thì chúng ta muốn ngôi sao trở lại bình thường thì chúng ta phải đè thêm phím Ctrl. Đó, đây là cái riêng cái công cụ ngôi sao thôi. Nó rất là hay đúng không các bạn? Đè thêm phím Ctrl. Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo đặt ra của các bạn là nếu bây giờ mình muốn vẽ cái ngôi sao là 10 cánh thì làm sao? Có phải là mình vẽ xong rồi mình dùng mũi tên chơi game mình di chuyển lên trên 5 lần đúng không? Đó, nhưng mà bây giờ mình đặt trường hợp mình nói là 400 cánh thì làm sao? Không lẽ mình ngồi mình cứ bấm mũi tên về hoài? Vậy thì bây giờ nó có một cái cách nữa nè các bạn. Đó là các bạn lít chuột tại một điểm. Lít chuột tại một điểm thì nó sẽ hỏi các bạn là radius 1, radius 2 là bao nhiêu? Cộng với cái số điểm này, ví dụ mình nói là 100, mình gõ vô số 100, bấm OK, xong. Đó, mình lít điểm này các bạn, mình gõ vô là 5. Bấm OK, xong. Đó, các bạn thấy không? Rất là thuận tiện. Rồi, bây giờ các bạn vẽ cái hình chữ nhật này, các bạn lít vô một cái là nó sẽ mở lên một cái bảng. Nó hỏi các bạn kích thước là bao nhiêu, chẳng hạn mình nói là 40 nhân cho 60. Đó. Rồi bây giờ các bạn có cái hình e-clip này mình lít vô một cái nó hỏi là chiều rộng chiều cao là bao nhiêu, ví dụ 20 nhân cho 20. Các bạn có một cái hình gọi là hình lưới nè, các bạn lít vô một cái nó sẽ hỏi là cái kích thước của lưới này là bao nhiêu và chia ra làm bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột. Bấm OK, được chưa các bạn? Đó. Nói như thế có nghĩa là các bạn có một cái cách vẽ cực kỳ hay. Đó là các bạn không có giữ chuột các bạn kéo mà các bạn lít chuột tại một điểm là nó sẽ cho các bạn nhập giá trị trực tiếp từ bàn phím. Vậy là nó sẽ chính xác hơn. Chính xác hơn, còn mình vẽ như thế này thì gọi là vẽ bằng tay nè. Còn mình lít điểm là vẽ bằng tham số nè các bạn. Rồi vậy là các bạn ghi cho thầy cái cách vẽ cực kỳ quan trọng hôm trước mình chưa có ghi. Đó là lít chuột tại một điểm, nó sẽ cho chúng ta vẽ với tham số mà chúng ta nhập từ bàn phím. Alo. Rồi, ok. Rồi, vấn đề tiếp theo các bạn, đó là cái việc mà mình di chuyển và copy. Thì thầy lấy ví dụ như là thầy có một cái hình vuông nha. Có cái hình vuông. Mà bây giờ các bạn nói em lỡ em vẽ rồi thì làm sao em chỉnh được cái kích thước này? Trong khi ở trên đây nè, mình không thấy kích thước chiều rộng, chiều cao. Thì thật ra nó có ở đây nè các bạn. Ở bên trên cái thanh nằm ngang các bạn, nó có cái công cụ là Transform. Các bạn lít vô thì nó cho các bạn thứ nhất là XY chính là vị trí. Cái thứ hai là WH chính là chiều rộng, chiều cao. Chẳng hạn như ở đây mình gõ vào đây là rộng là 10, cao là 10. Đó, 10mm đó các bạn. Xong. Bây giờ các bạn muốn copy thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ selection tool, mình nắm mình kéo nè. Mình nắm mình kéo, nếu nó chạm vào nhau là nó sẽ hiện lên cái màu xanh và hiện lên cái chữ luôn các bạn. Lúc này các bạn muốn copy các bạn đè phím Alt, quét chọn nè các bạn di chuyển đến chỗ nào các bạn muốn copy á, các bạn đè phím Alt. Đó, và lặp lại các bạn nhấn Command D. Đó, quét chọn nè các bạn. Các bạn kéo nè, đến chỗ nào các bạn muốn copy á, các bạn đè phím Alt. Còn mình muốn ép cho nó thẳng hàng, mình đè phím gì các bạn? Phím Shift. Đó, lặp lại là phím
Command D. Command D là Ctrl D đó các bạn. Quét chọn tất cả này, các bạn muốn nhóm cái đối tượng này lại thì các bạn sẽ dùng phím Command G. Đó chính là lệnh Object Group. Đó, thu nhỏ thì dùng gì các bạn? Giữ Shift các bạn kéo vậy nè, thấy chưa? Giữ Shift các bạn kéo nè. Rồi, công cụ số 2 đó là công cụ xoay. Thầy đang ôn lại cái bài cũ nha các bạn. À, lúc này các bạn muốn xoay mà tâm tại giữa cái hình luôn á, các bạn lấy công cụ xoay này các bạn kéo nè. Đến chỗ nào các bạn muốn copy các bạn đè Alt và lặp lại cũng là Command D. Trường hợp thứ hai đó là xoay và dời tâm. Đó, dời tâm tới chỗ khác thì các bạn chỉ việc chọn công cụ xoay. Đưa con chỏ đến vị trí các bạn muốn đặt tâm á, các bạn giữ Alt click một cái. Sau đó các bạn gõ giá trị vào đây, ví dụ 360 chia cho 14 gì đó, 14, 12, 15 gì đó, có thể review lên. Nếu mình bấm OK là nó chỉ xoay thôi, còn mình bấm copy là nó sẽ nhân thêm, copy thêm, nhấn Command D để lặp lại. Rồi đó là di chuyển và xoay. Bây giờ mình bổ sung thêm hai cái công cụ nữa, đó là công cụ Scale. Scale là công cụ đổi kích thước. Shear, Shear là công cụ kéo nghiêng. Và thêm một công cụ nữa, đó là công cụ Relax Tool. Relax Tool là lật ngược. Đó, đầu tiên là đổi kích thước các bạn. Ví dụ bây giờ các bạn có một cái hình tròn nè. Đó, thầy lấy ví dụ thầy vẽ ra cái hình tròn nha, đẹp ship. À, muốn chuyển thành màu mặc định thì các bạn nhấn phím D. D là thành trắng đen, hoặc là mình muốn đổi mà đảo màu ra bên ngoài nè, mình click vô đây cái là đảo ra bên ngoài. Rồi bây giờ các bạn thu nhỏ nè các bạn, nếu mình đặt đây mình thu á, thu nhỏ thì mình đẹp ship nó đều nè. Đè phím Alt nó sẽ thu vào tâm nè, nhưng mà nó không cho copy các bạn. Nếu mà muốn đúng mà thu nhỏ mà copy được á, là các bạn phải dùng cái công cụ Scale. Các bạn đặt một chỏ ngay cái điểm này nha, điểm ở phía trên bên phải nè. Các bạn kéo vô. Muốn cho nó đều là các bạn đè phím Shift. Mà muốn copy là các bạn đè phím Alt. Bây giờ các bạn lặp lại, các bạn sẽ nhấn Command D. Command D. Kịp chưa các bạn? Ví dụ các bạn có ngôi sao nè, các bạn giữ Shift ha, các bạn vẽ cho nó đều. Bây giờ các bạn thu nhỏ là các bạn phải dùng công cụ Scale. Các bạn đặt chỏ đây, các bạn giữ Shift Alt, các bạn thu vô. À, tuy nhiên mình cũng phải kéo con chỏ hướng vào tâm nó mới đều vô tâm nha các bạn. Lặp lại nhấn Command D. Rồi, cái công cụ tiếp theo đó là công cụ lật ngược các bạn. Ví dụ bây giờ thầy vẽ một cái hình nha. Bây giờ thầy muốn lật ngược qua phía bên kia thì các bạn sẽ phải dùng cho thầy cái công cụ gọi là Relax. Với cái Relax này các bạn muốn đặt tâm chỗ nào thì các bạn sẽ đè phím Alt, các bạn click chỗ đó. Ví dụ thầy muốn cái tâm để lật ở đây thì đè Alt, thì click vào đây một cái. Đó, nó lật ngang qua cái trục Y nè, nó lật ngang qua cái trục X nè. Đó, mình bấm Review lên, sau đó mình bấm Copy. Được các bạn? Đó là cái việc lật ngược cái hình. Ví dụ thầy có một cái test nè các bạn, có một cái test chẳng hạn như là thầy Tư ha, Vlog. Đó, quay về công cụ chọn, phóng lớn lên nè, chọn một cái màu ha, chữ in đậm nè các bạn. Đó, bây giờ thầy muốn lật ngược cái chữ này lại thì thầy sẽ dùng cái công cụ Relax Tool. Trên cái Relax Tool này nè các bạn đặt chỏ ngay cái điểm mà các bạn muốn lật đối xứng á, các bạn giữ Alt click, các bạn click một cái. Rồi các bạn chọn cho thầy là copy theo cái hướng nào. Rồi mình chọn là copy. Được chưa? Như thế là mình sẽ được hai cái test các bạn. Cái test bên dưới mình nói đó là một cái bóng đổ chẳng hạn. Thì lúc này trên cái thanh nằm ngang các bạn có opacity này, các bạn giảm xuống. Các bạn giảm xuống. Thu nhỏ nè, comment trừ. À, vậy thì thầy đã bổ sung cho các bạn thêm cái công cụ là lật đối xứng nè, Relax. Các bạn sẽ giữ phím Alt, các bạn click để các bạn đặt cái tâm đối xứng. Công cụ tiếp theo đó là công cụ Scale là đổi kích thước để copy. Công cụ Shear là để kéo nghiêng. Đó. Ví dụ như cái chữ này nè, các bạn thầy muốn kéo cho nó nghiêng nghiêng chút xíu thì thầy sẽ dùng công cụ Shear. À, cái tâm nó ngay điểm này rồi, các bạn kéo nghiêng nè, các bạn nắm, các bạn kéo một đoạn, sau đó các bạn đè cho thầy phím Shift.
Được chưa? Đè cũng xếp là kéo nghiêng này đó. Được chưa? Đổi kích thước là quay về thằng này mình kéo. Thấy không các bạn? Đó, ví dụ đây mình muốn làm một cái bóng đổ kiểu cho nó đẹp á. Đó. Còn nó mờ mờ là gì các bạn? Nó mờ mờ chính là cái opacity trên này nha các bạn. Opacity là trong suốt á. Đó, mình làm cái bóng đổ cho cái test đó các bạn thấy không? Ừ. Ví dụ thầy có ngôi sao này. À, thầy giữ shift vẽ cho nó đều. Bây giờ các bạn muốn làm một cái bóng đổ cho nó thì các bạn sẽ copy nó lại. Copy thì mình sẽ dùng cái công cụ shear nè. Đó, tâm nó đang nằm ở giữa, mình nắm mình kéo là nó sẽ như thế này các bạn. Thấy không? Nhấn Ctrl Z quay lại. Thầy muốn tâm nó nằm ngay chân của cái hình nè. Đây là cái tâm này thấy không? Thì các bạn chỉ việc click ngay cái chân của cái hình cái thôi. Click một cái. Với những cái công cụ transform, mình click một cái là nó sẽ dời tâm. Bây giờ mình sẽ đè xuống shift một kéo nè. Shift kéo là nó thẳng hàng. Đó, mà đè phím Alt nữa là nó sẽ copy nha. Đấy, và bây giờ các bạn đổi nó qua màu đen nha. Giảm opacity xuống. Đó. Rồi mình muốn thu nhỏ mà không cần copy thì mình dùng công cụ chọn, mình nắm kéo vậy nè các bạn. Đó. Vậy nó có giống bóng đổ chưa? Chưa. Bóng đổ thì cái màu đỏ này phải nằm ở trên. Được chưa? Vậy lúc này các bạn sẽ đẩy cái hình này lên trên bằng cách là chọn cho thầy là Object Arrange Ring to Form. Ring to Form. Đó. Vậy là nó sẽ lên trên các bạn, còn hình này nằm dưới này. Các bạn thấy cái lệnh đó để ghi chưa? Cái lệnh đó là Object Arrange. Đây các bạn, Object Arrange Ring to Form là mình đưa cái đối tượng đó lên trên cùng nha. Đây nó lên trên rồi nè. Đó, tô hai màu cho các bạn thấy dễ nè. Trường hợp thứ hai đó là Send to Back, là mình đưa cái đối tượng nó xuống dưới cùng. Được chưa các bạn? Đó, các bạn ghi cái lệnh này vô Object Arrange Ring to Form là mình chuyển cái đối tượng đó lên trên cùng. Send to Back là chuyển xuống dưới cùng. Ring Forward là chuyển lên trên một lớp. Còn Backward là chuyển xuống một lớp. Đó. Phím tắt này các bạn. Command Shift đóng hoặc vuông. Command Shift mở hoặc vuông. Command đóng hoặc vuông. Command mở hoặc vuông. Tương ứng với máy Windows của các bạn sẽ là Control. Command là Control đó các bạn. Thầy lấy ví dụ ha. Thầy lấy ví dụ các bạn có cái test nè. À, ví dụ các bạn có cái test cộng với những cái hình nè. Hỏi đi các bạn, cứ trao đổi thoải mái đi các bạn. Bây giờ ví dụ như là mình muốn cho cái test này lên trên á. Cho hai test này lên trên thì thầy chọn hai test nè. Chọn hai test thì nói là Object Arrange Ring to Form là nó sẽ lên trên cùng. Thấy không? Còn mình muốn là cái ngôi sao này lên trên cái test luôn nè, mình nói là Object Arrange Ring to Form. Đó. Nhưng mà bây giờ nó lại không muốn nó ở trên cùng mà nó ở dưới chữ thầy tư Vlog, thì lúc này các bạn sẽ nói là Object Arrange mà Send to Back là nó xuống dưới cái màu xanh luôn nha. Cho nên nhấn Command Z quay lại. Mình nói là Object Arrange Send Backward. Có nghĩa là backward là xuống một lớp thôi. Thêm lớp nữa nè, Object Arrange Send Backward. Đó. À, thằng này mình cho xuống một lớp nữa nè, Object Arrange Send Backward. Send to Back nha. Đó. Đó chính là cái lệnh sắp xếp đó các bạn ghi cái lệnh này vô nha. Object Arrange đó chính là sắp xếp thứ tự của các đối tượng ha. Ừ. Các bạn ghi xong chưa? Tại vì em chưa chọn cái hình. Đây ví dụ thầy không chọn cái hình nào á thì cái lệnh đó nó sẽ không có tác dụng. Khi mình chọn cái hình nó mới sắp xếp trên dưới được. Vì thế mình click vô cái hình nè, rồi mình sẽ chọn Arrange. Tất cả cái việc chọn các bạn sẽ dùng cái công cụ đầu tiên Selection Tool hết các bạn nha. Tất cả những cái bài học á là thầy sẽ đăng ở đây các bạn, YouTube xịt thầy Tư Vlog. Đó, biết cái kênh này chưa? Rồi nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh các bạn nha.
Rồi bên dưới này nè các bạn, cái môn học của mình nó nằm ở phía dưới này, lăn chuột xuống, lăn chuột xuống, lăn chuột xuống. Khóa học Illustrator có dấu check này nè các bạn thấy không? Đó, đây là những cái bài học của mình nè. Đó. Và thầy sẽ tiếp tục bổ sung. Còn các bạn mà muốn coi nhiều thì các bạn lăn chuột xuống phía bên dưới, nó có cái môn học AI nè, quá trời nè thấy không? Đó. Phía dưới này nè các bạn, thu nhỏ copy nè, thu nhỏ copy nè, lật đối xứng nè, kéo nghiêng để tạo bóng đổ nè. Đó, chỉnh opacity ở đây nè các bạn, nghe cho nó mờ đó. Rồi, kéo nghiêng để tạo bóng đổ nè các bạn thấy không? Ừ. Các bạn lấy công cụ scale nè. Các bạn đặt chỏ góc trên bên phải, các bạn kéo xuống. Đến chỗ nào các bạn muốn copy á, các bạn đè phím Alt. Mà muốn cho nó đều á là đè phím Shift. Rồi buông chuột ra, mình sau đó mình mới buông phím Shift Alt ra. Lặp lại là Ctrl D. Bạn nào xài máy mắt đó là Command D. Rồi ví dụ mình có chữ thầy tư Vlog, mình muốn tạo cái bóng đổ cho nó. Đây, muốn tạo bóng đổ thì mình sẽ lấy cái công cụ này nè các bạn, công cụ Relax Tool. Mình đặt chỏ ngay vị trí mà mình muốn lật á, mình giữ Alt Left click một cái. Rồi bấm copy. Được chưa? Sau đó các bạn kéo nghiêng cái hình đi, kéo nghiêng rồi lấy cái công cụ Shear. Đó, mình đè phím Shift mình đẩy đi nè. Được chưa các bạn? Rồi mình tiến hành mình phóng to thu nhỏ để mình kéo cho nó nghiêng nghiêng. Đổi màu nè. Đó, nếu nó nằm bên dưới thì mình chọn cái chữ này mình đưa nó lên trên, Object Arrange Ring to Form. Đó, vậy là mình sắp xếp vị trí được rồi này đó. Để mình làm mấy cái bóng đổ đó là mình phải kéo nghiêng vậy đó. Giảm opacity cho nó mờ mờ đi nè các bạn. Đó, bóng đổ là phải mờ ha. Zoom lớn lên để mình chỉnh cái vị trí nè.